Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda 3 1.5 AT Luxury, một cái phiên bản ăn khách nhất trong tổng tất cả các phiên bản hiện tại đang phân phối của dòng xe Mazda 3 Sedan. Và trong video ngày hôm nay, 24 tháng 4 năm 2024, những ngày cuối cùng của tháng rồi, và mình sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất dành cho Mazda 3 1.5 AT Luxury này. Một cái phiên bản mà nhiều những khách hàng quan tâm từ phân khúc cỡ B như Vios, như City hoàn toàn có thể cố lên cái phiên bản Luxury này của Mazda 3 Sedan. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 619 triệu đồng thôi. Và tại đại lý của mình đang có xe giao sẵn ngay. Và do có xe giao sẵn ngay, chính sách giá linh động của nó rất tốt tại những ngày cuối cùng chạy số này. Sau khi trừ linh động theo tùy từng vùng thì mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 672 triệu. Ở Hà Nội là 705 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 692 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 672 nhé, Hà Nội là 705 và thành phố Hồ Chí Minh là 692 theo phương án trả thẳng. Nếu như mà lấy trả góp bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 190 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 222 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 210 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 190, Hà Nội là 222 và thành phố Hồ Chí Minh là 210 theo phương án trả góp. Đó là cái mức giá tốt nhất trong dịp cuối tháng 4 của phiên bản Luxury Sedan này. Đây là một cái phiên bản ở giữa, phía dưới bản này là phiên bản Deluxe và phía trên là phiên bản Premium. Để mà lên được phiên bản Premium nhá, phiên bản đắt tiền nhất nhá, chúng ta phải cố thêm từ Luxury này thêm 110 triệu đồng nữa của các bạn ạ. Và nó có thêm những cái tính năng an toàn chủ động trong gói iActivation. Nhưng với nhiều khách hàng nhiều khi cũng không quá là cần thiết, đúng không ạ? Vì đây là một cái phiên bản mà tầm tiền nó cũng rất hợp lý cho phiên bản Luxury này rồi. Bản này thì mình có nói rồi, đại lý đang có xe sẵn, giao ngay, đủ màu, anh chị có thể qua xem trực tiếp. Và nhân tiện video này mình sẽ giới thiệu nhanh qua luôn option trang bị an toàn, tính năng tiện ích của phiên bản này, để xem xét rằng tầm giá phù hợp như thế này lấy phiên bản này có ok hay không nhé. Cái phần mặt ca lăng của nó thì quá quen thuộc rồi, vẫn là ngôn ngữ thiết kế Kodo với những cái chi tiết nổi khối 3D bên trong, nhìn rất là tinh tế, rất là khỏe. Bản Luxury này thì cái đèn pha cốt của nó nhé là dạng LED rồi, cả pha và cốt đều là dạng LED và có tính năng auto tự động bật tắt và có cân bằng góc chiếu anh chị nhé. Ở bên dưới này nó là cái giải đèn LED định vị ban ngày, khi đi thì nó sẽ sáng lên, nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho cái phần đầu xe này của cái dòng xe Mazda 3 anh chị ạ. Đó là về cơ bản phần đầu xe. Thế còn sang cái phần sườn này thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái gì? Quan tâm tới cái la răng, dòng xe nào cũng vậy thôi. Cái la răng của nó kích thước là 16 inch, la răng đá chấu, bốn bánh đều là phanh đĩa rồi. Có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có kiểm soát lực kéo anh chị nhé. Mình có nói rồi, những tính năng an toàn cơ bản cần thiết thì phiên bản này ok rồi. Đấy, gương chiếu hậu của nó là gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương. Đây là cái xi nhan, nhìn cái đèn của nó nhìn rất là tinh tế, đúng không ạ? Một cái mảnh đèn thôi, nhìn nó rất là thể thao. Đó là về phần gương chiếu hậu. Thế còn sang cái phần tay nắm cửa thì được sơn cùng màu thân xe với cái phiên bản này. Và có cái cảm biến mở cửa ở đây anh chị nhá. Đấy, đeo chìa khóa bên người thôi. Thế còn đóng mở khóa cửa thông qua cảm biến. Đó là về những cái trang bị ở cái phần sườn xe. Xe này thì bốn bánh phanh đĩa rồi. Thực ra thì Mazda 3 bản nào cũng bốn bánh phanh đĩa hết anh chị ạ. Lên phân khúc cỡ C rồi, cho nên là không còn phanh trước là đĩa, phanh sau là tăng trống nữa. Tất cả đều là đĩa hết. Nhìn cái kiểu dáng thiết kế của Mazda 3, mình phải nói là đây là một cái chiếc xe nó nick mắt bậc nhất ở cái phân khúc cỡ C luôn. Dù là trai hay gái đều thấy nó đẹp, nó rất là nhã nhặn, đúng không ạ? Dễ nhìn, trẻ hay già mình thấy đều dễ quyết với cái chiếc xe này hết. Chiếc xe này, bản Luxury này thì hiện tại được trang bị 4 cảm biến ở phần đầu xe này nhé. Đây có chữ Mazda 3 được ốp mạ chrome này. Ở bên đây là 2 cảm biến này và bên đây là 2 cảm biến. Tổng cộng nó sẽ có 4 cảm biến ở phần đầu. Ở phần đuôi sau này nó không có cảm biến đầu nhé. Cảm biến đầu phải lên phiên bản Premium cơ. Đấy, động cơ SkyActiv 1.5 nó sử dụng hộp số tự động 6 cấp số. Mazda 3 này cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Có camera lùi nhé, đèn hậu phía sau nhìn rất là tinh tế, đúng không ạ? Những cái kiểu dáng thiết kế của Mazda phải nói là nó rất là bắt mắt quý các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào không gian nội thất bên trong của xe. Nội thất của cái phiên bản Luxury này thì nó sẽ là như thế nào?
hoàn toàn là màu đen hết anh chị nhé. Ghế da, tablo và vô lăng nó đều là màu đen. Vô lăng bọc da ba chấu và đường khâu mũi chỉ rất chi tiết và tỉ mỉ. Phiên bản này thì có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh và đàm thoại rảnh tay đầy đủ rồi. Có cả cruise control. Riêng bản này thì được hiện tại đang được trang bị là 7 túi khí anh chị ạ. Đây, đèn pha tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng đây. 7 túi khí với phiên bản này luôn nhé. Cái gạt mưa của nó cũng là gạt mưa auto tự động rồi quý chị các bạn ạ. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động, có lẫy chuyển số trên vô lăng trên cái phiên bản Luxury này. Đấy, lẫy chuyển số với vô lăng khi mà chúng ta đi ở chế độ bán tự động thì cũng rất là ok anh chị nhá. Tiếp theo nữa, chúng ta có để ý này, ở đây nó là cái cửa gió điều hòa. Phải nói là Mazda thiết kế mọi chi tiết của nó nhìn cảm giác sờ chạm nhá. Nhìn nó sờ chạm nó rất là ok quý chị các bạn ạ. Ở đây là nút bật tắt của cái cảm biến này, rồi là điều chỉnh về nhớ ghế đúng không ạ? Đấy, có hai vị trí nhớ ghế cho cái phiên bản Luxury này quý các bạn nhé. Đấy, ghế là ghế điều chỉnh điện và có nhớ ghế. Ở bên trên này chúng ta có một cái màn hình giải trí có thể kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối AUX, kết nối Bluetooth đầy đủ hết. Cái kiểu của nó sẽ là chích hơi nghiêng một chút về cái vị trí người lái nhé. Ưu tiên vị trí người lái để nhìn anh chị ạ. Đây, các chi tiết ở vô lăng của nó, ở trên cái phần tablo của nó đều là bọc da, đường khâu mũi chỉ màu đỏ. Rất là ok với cái nội thất này anh chị ạ. Điều hòa của nó thì điều hòa tự động rồi anh chị nhá. Đấy, những cái nút phím bấm điều hòa để kiểu như là rất là tinh tế, nó cũng nhỏ gọn thôi, không quá là mất cái diện tích của cái phần tablo này anh chị ạ. Hộp số của nó là hộp số đi theo kiểu dạng thẳng đứng nhá. Hộp số 6 cấp số với chiếc xe này. Máy 1.5 hút khí tự nhiên. Có phanh tay điện tử rồi và có auto hold rồi anh chị ạ. Đây, phanh tay điện tử auto hold nhá. Đấy, những cái mà ở trên một chiếc xe phân khúc cỡ C trang bị như này mình nghĩ cũng rất là ok. Bản Luxury này thì cũng có cả cái bệ tì tay đây. Bệ tì tay thì cũng đã được bọc da rồi. Và chúng ta đi đường trường, đường dài thì có thể ngả lưng, ngả tay vào đấy, đi lái cho nó đỡ mỏi tay anh chị ạ. Đấy, hàng ghế thứ nhất của tổng quan chúng ta nhìn cũng rất là ok, trang bị ok. Ghế của nó đây, ghế là điều chỉnh điện rồi nhá. Đấy, nên phiên bản này là ghế điều chỉnh điện rồi. Đấy, và có nhớ vị trí ghế lái anh chị nhá. Đấy, chất liệu ghế đây, ghế da đây, mình quay sát để anh chị chúng ta có thể nhìn được. Đúng ạ, ngồi chiếc xe Mazda 3 này thì cơ bản nó là một chiếc xe sedan cho nên là nó cũng hơi thấp một chút. Ở đây chúng ta sẽ có phần táp ly cửa vị trí người lái cũng là bọc da rồi nhá. Rất rất nhiều những cái chi tiết bọc da. Đấy, đóng mở khóa cửa, rồi là lẫy mở cửa, đúng không? Lên xuống kính, rồi là điều chỉnh mặt gương, những cái nút bấm rất cơ bản cho một cái chiếc xe sedan hay chiếc xe nào đó cũng vậy thôi. Đấy, đóng mở cục gương điện rồi anh chị ạ. Một cái mức giá mà tại thời điểm này đại lý của mình linh động rất tốt cho cái chiếc xe này. Đây là một cái chiếc xe mà những cái chiếc xe ở phân khúc cỡ B, Vios City hoàn toàn chúng ta có thể cố thêm một chút là lấy được Luxury này này. Nó dao động khoảng tầm thêm khoảng tầm 30 triệu là ok, là lấy được cái phiên bản này rồi anh chị ạ. Vậy thì đó là cái mức giá mà mình cập nhật ở cái phần đầu video về phiên cái chiếc xe Mazda 3 Luxury đại lý đang có sẵn này. Anh chị nếu chúng ta quan tâm theo dõi về cái phiên bản này, đang cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế thì mời quý chị các bạn qua trực tiếp đại lý đang có sẵn xe. Những ngày cuối tháng 4, sắp dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 này rất linh động về giá nữa anh chị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào ạ.